Yo, xin chào các bạn và Von Dreamers đã trở lại với tutorial tiếp theo. Và đây cũng là một tutorial cơ bản khác. Và động tác hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn tên là Whips. Whips cũng là một trong những động tác gọi là cơ bản ở trong bộ môn Globing. Và đặc điểm của Whips là nó cũng rất là mạnh, bắt ánh sáng và khá là đơn giản để làm. Whips khá là phổ biến ở trong cộng đồng Globing. Hồi trước thì mọi người dùng Whips khá nhiều trong các đoạn drop của nhạc. Và dần dần qua thời gian thì cho đến bây giờ thì Whips càng ngày càng trở nên phức tạp. Và nhiều người nghĩ ra cái cách làm của riêng mình để thể hiện cái trình độ và kỹ năng của họ. Trong tutorial này mình sẽ dạy cho các bạn 3 cách làm Whips cơ bản nhất. Đó chính là Whips xuôi, Whips ngược và Whips cùng lốp. Đầu tiên đến với động tác Whips theo hướng xuôi. Và khi mà làm xuôi thì chúng ta sẽ đặt, mình sẽ dạy từng tay một và chúng ta sẽ đặt tay như thế này. Và đặc điểm của Whips xuôi là nó luôn bắt đầu khi mà ngón tay cái chĩa ra bên ngoài. Và chúng ta sẽ mở ra. Để làm được động tác này các bạn phải học được finger roll đã, là cái này. Và khi mà mở ra thì chúng ta sẽ mở ngón quay cùng đưa ra bên ngoài. Không nên đưa thẳng quá nhé, đưa hờ hờ như thế này thôi. Và sẽ xoay một vòng. Và trong lúc xoay thì khuỷu tay các bạn nhấc lên, phải nhớ âm nhấc khuỷu tay. Và sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại về tư thế này, đưa ra rồi gặp lại. Tương tự đối với tay còn lại. Sau khi mà các bạn đã quen từng tay một rồi thì chúng ta sẽ làm cả hai tay cùng lúc. Nó tùy thuộc vào vấn đề là các bạn muốn đưa tay nào ra trước. Như mình là mình sẽ đưa tay phải ra, xoay. Và trong khi mà tay này đi về vị trí cũ thì tay này sẽ đưa ra. Lý do mình bảo các bạn là không nên đưa tay quá thẳng ra, vì khi mà các bạn đưa thẳng thì các bạn sẽ khó để nhấc khuỷu tay của mình và sẽ khó để làm những một vòng. Nên là chỉ cần đưa thẳng nhẹ ra thôi. Và cũng không nên là làm, không nên làm một cái whip vòng như thế này, mà chúng ta chỉ nên làm whip ở tại một chỗ để giữ được cái tính ổn định của tay. Mình nghĩ là động tác này sẽ làm được trong khoảng 2-3 ngày, 2 cho đến 3 ngày nếu mà các bạn tập thường xuyên. Và luôn nhớ là phải nhấc khuỷu tay, không đưa vòng quá to. Và luôn luôn phải giữ cho các ngón tay của mình đóng lại theo thứ tự. Để đấy, tiếp nào. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến động tác whip ngược. Whip ngược thì chúng ta sẽ bắt đầu khi mà tay có ngón cái chĩa vào bên trong và khuỷu tay của chúng ta nhấc lên. Và sau đó chúng ta sẽ đưa ngón ngoài cùng ra, tương tự về vị trí cũ. Tay còn lại cũng sẽ đưa ra ngoài về vị trí cũ. Giống như whip xuôi, chúng ta không nên đưa vòng quá lớn và cũng không nên đưa quá thẳng tay ra. Và nó sẽ nhìn như thế này. Luôn nhớ là chúng ta phải làm hết một vòng tay để cho whip nó đẹp. Sau khi mà các bạn đã làm quen với cả whip xuôi và ngược thì chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng là phần whips hai tay cùng một lúc. Chúng ta sẽ bắt đầu với tư thế là hai bàn tay quặp vào nhau và ngón ngoài cùng của hai bàn tay sẽ đưa ra đầu tiên. Chúng sẽ đi theo cùng một hướng và đi về ở vị trí cũ. Động tác này nó cũng khá là đơn giản. Và để làm được whips đẹp thì khi mà các bạn đưa ra và tất cả các ngón tay nó đang mở ra thì hãy làm chậm lại để tạo ra cái gọi là cái impact cho người xem. Luôn nhớ là các ngón tay nó phải đóng ra, nó phải đóng lại
và mở ra cùng lúc. Và khử tay các bạn luôn luôn phải ổn định. Sau đây là một vài tip và hướng dẫn của mình để các bạn có thể làm twist một cách thành thạo hơn và tốt hơn khi mà làm với nhạc. Khi mà nhạc vẫn chưa vào đoạn drop, các bạn có thể làm chậm và cố gắng là xoáy hết bàn tay ra để mọi người có thể thấy đẹp. Và khi mà nhạc drop nhanh thì các bạn cũng có thể làm nhanh, tăng tốc độ lên và làm nhiều kiểu twist khác nhau, kiểu như thế này. Và trong lúc làm nhanh, các bạn cũng có thể kết hợp với tốc độ chậm để tạo ra hiệu ứng và sau đó làm nhanh trở lại. Khi mà làm với tay không thì whip nó không hiệu quả lắm vì nó không tạo được hiệu ứng cho người xem. Nhưng mà khi mà các bạn đeo găng và có đèn trên tay thì whip là một động tác mà các blogger khá ưa thích để dùng khi mà họ chơi live show cho người khác. Tip cuối cùng của mình trong whip ở giai đoạn cơ bản là hãy tập trung vào cách cảm nhận của bạn khi bạn làm whip. Chúng ta có thể tập trung vào nó và chúng ta cũng có thể kiểu quan sát cái whip để tăng cái tính showmanship khi mà mình chơi clubbing, để làm cho động tác whip này nó trở nên, nó gọi là kiểu có hồn kiểu đấy. Vậy là phần hướng dẫn về động tác whip đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn có thắc mắc câu hỏi về cách tập, cách chơi và có gì chưa hiểu về kỹ thuật mà mình đã dạy các bạn thì hãy inbox và follow Facebook của Voice Dreamers. Nếu mà các bạn có hứng thú thì các bạn có thể tham gia lớp học của mình ở Hà Nội vào tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Các bạn chỉ cần inbox Voice Dreamers để đăng ký. Và trong thời gian tới chúng mình cũng sẽ có những lớp học khác ở trong Sài Gòn. Và bạn cũng có thể lên Facebook của Voice Dreamers để biết nhiều hơn về các loại găng mà chúng mình hay sử dụng. Sau đây là một đoạn live show sử dụng kỹ thuật whip trong clubbing khi mà căng tay có đèn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.